Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với Chân Đồng Chơi. Hôm nay thì em quay qua một chút ạ, từ cái tháng 5 năm 2024. Một số cái đầu xe Mazda nó cũng có cái biến động về giá bán ạ. Hôm nay thì em báo nhanh qua cái Mazda 3. Mazda 3 thì nó có cái bản bán tốt nhất là bản Luxury như em đang quay như này. Nó tăng mất 5 triệu các bác nhá. 5 triệu hiện nay nó đang bán là 524 triệu. 524 triệu thì các bác mua lăn bánh ra biển ở Bắc Ninh. Ở đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng 609 ạ. Hiện nay thì tháng này bên em đang giảm 5 triệu và tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì nếu các bác mà không lấy bảo hiểm thân vỏ ấy thì bên em bớt tổng đâu đó khoảng 10 triệu. Ngoài ra thì bọn em vẫn tặng phim cách nhiệt theo xe, Luma của Mỹ bảo hành 5 năm. Đấy ạ, một vài phụ kiện nhỏ nhỏ như là bọc vô lăng, ví da. Đấy, còn cơ bản thì cũng phải giải thích với các bác là thời điểm này, từ cái lúc mà có thông tin bắt đầu giảm thuế khoảng 1-2 năm trước ấy, thì Thaco họ cũng thay đổi cái bán hàng rồi. Bây giờ cái giảm giá hay tăng giá ấy, thì gần như sẽ vào thẳng giá niêm yết luôn. Đấy ạ, thì bây giờ các bác đến mua ở bất kỳ tỉnh thành nào, gần như là mình cũng không phải lo về cái đàm phán về giá. Ví dụ như là giá chào giảm 20 đúng không ạ, vào việc thì khoảng 25-30 triệu, thì bây giờ thì với Thaco thì gần như các bác cứ thích mẫu nào thì mình đến chốt và đàm phán thêm một chút về phụ kiện thôi, còn lại là cái giá bán thì gần như nó đã cố định rồi. Cái bản Luxury này thì nó lên 5 triệu, ngoài ra thì vẫn có bản Deluxe 579 mà em giữ nguyên bản Pre hay bản Signature, mức giá vào khoảng 729 và 739 ạ. Hoàn thiện xong xuôi là hơn 800 thì giá nó vẫn vậy. Thì cái bản Luxury này thì bản là bản bán tốt nhất ạ. Động cơ thì vẫn sử dụng động cơ 1.5. Ngoài ra thì nó vẫn đầy đủ như là ghế điện này, nhớ ghế này, tính năng an toàn đấy, màn hình 8.8 cũng như là có phím command điều khiển. Thì bản này bọn em bán rất là tốt, để khách hàng mua với cái mức hoàn thiện vào khoảng gần 700 thì mình bỏ đâu đó vào khoảng gần 250 là có thể vay trả góp cái mẫu xe này, và hàng tháng mình trả đâu đó vào khoảng hơn chục triệu, gần chục triệu quay đầu. Thì bây giờ lãi suất nó cũng rất là rẻ rồi, tuy nhiên thì tùy vào từng cái hồ sơ tài chính của mình cũng như là lương chuyển khoản hoặc là chứng minh thu nhập có thể lựa chọn các lãi suất. Thì cụ thể lãi suất như nào thì các bác cứ alo trực tiếp qua bên em để bên em hỗ trợ tư vấn thêm. Đấy ạ, thì với các bác mua Mazda 3 thì có thể cân nhắc cái thời điểm này, tức là mình cũng có cái thông tin giảm thuế rồi, đúng không ạ? Thì thông thường ở các năm trước ấy, khi mà cái giảm thuế nó chính thức thì cái khuyến mãi, ví dụ như khuyến mãi bọn em đang làm tổng là 10 triệu đúng không ạ, thì gần như nó sẽ cắt ở cái khuyến mãi đấy, và cái tổng chi phí lăn bánh của mình thì mặc dù là có rẻ hơn, nhưng mà nếu như mình đặt cọc trước vào thời điểm này và chờ đến chính sách giảm thuế mới đi nộp thuế thì là nó sẽ là tối ưu nhất. Cái này thì cũng rất nhiều người phân tích rồi. Bên em thì vẫn có hỗ trợ cho các bác là đặt cọc giữ giá, đúng không ạ? Khi nào mà mình xóa đơn đi, xóa đơn là giữ giá, và khi nào chính sách giảm thuế thì mình đi nộp thuế. Cái này thì có thể áp dụng cho tất cả các xe lắp ráp ở Thaco, Kia, Mazda, Peugeot. Thì anh chị có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em tư vấn thêm. Đấy, Luxury 1.5 Luxury mới lên 5 triệu thì bên em cũng giảm luôn 5 triệu, thì mình mua là 619 tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm, hoàn thiện xong xuôi là khoảng 685 triệu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.